Tôi lại tìm được áo dài cực kỳ xinh cho các bà đây. Mà em này giá chỉ bằng 1/4 em lần trước thôi nhá. Lúc nhận hàng tôi bị sốc quá mọi người ạ. Vì em này chất lượng cực kỳ tốt luôn đấy. Đầu tiên là thử cái quần lên nhá. Trời ơi, cái form lên nó vừa in người mình luôn ấy. Rút kinh nghiệm đôi dép lần trước. Đây là em nói khi nhìn toàn diện nhá. Phần eo của em này được chiết nên tạo ra đường cong rất là đẹp. Hai cánh tay áo làm đến tận 3 lớp tạo hiệu ứng độn vai trông rất là sang chảnh. Mặc bộ này mấy bà tha hồ cử động luôn đấy. Không ngờ với giá này mà có thể sắm được cả bộ áo dài Tết xinh như thế này. Đúng là không uổng công mình tìm kiếm. Bà nào còn chưa tìm được áo dài Tết thì phải thử ngay em này nhá. Hello mọi người, ngày đầu tiên năm 2022 của mọi người như thế nào rồi? Mình hy vọng là tất cả chúng ta đều cảm thấy ổn và có một ngày đầu năm mới thật là xinh nha. Hôm nay là một set áo dài cách tân màu đỏ mận chín đến từ thương hiệu Lira Shop. Set gồm một áo và một quần lụa, phải nói là chất lụa của nó siêu mịn và siêu đẹp luôn đấy mọi người. Phần áo dài là chất dạ mặt nhung rất là cứng cáp và dày dặn luôn. Và đây là khi lên dáng nè, nhìn thôi là đã thấy không khí ngày Tết ngập tràn luôn rồi. Màu áo ở bên ngoài thì sẽ đậm hơn nha, kiểu như màu mận chín ấy. Mình thấy mẫu này thiết kế đơn giản mà vẫn rất là sang, kiểu áo cách tân nên nhìn sẽ trẻ trung hơn tuổi thật của mình ấy. Màu đỏ cũng rất là xinh và nổi bật luôn, cực kỳ thích hợp trong những dịp ngày Tết, nên là bạn nào đang cân nhắc một chiếc áo dài thì có thể tham khảo em này nha. Link sản phẩm mình đã để thông tin ở trong phần tiểu sử rồi, bạn nào quan tâm có thể vào bio của mình để xem nha. Cảm ơn mọi người, hy vọng là mọi người có thể chọn được một bộ áo dài ưng ý nhé. Mà đôi khi em vô tư nên đâm ra vô tâm không biết anh buồn như đứa trẻ con, em ngốc quá phải không ai? Vì bên anh em luôn yên tâm nên cứ nhau bé chẳng phải trưởng thành. Nhưng đứa trẻ con này yêu anh, yêu anh, yêu anh nhất đời. Em yêu anh nhất đời, yêu anh nhất đời. Đây sẽ là chiếc áo dài đầu tiên trên kênh của tôi mọi người ạ. Háo hức dã man vì mọi năm tôi đâu có mặc áo dài Tết bao giờ đâu. May mà các bà hối review mới thấy đầu tư vào cái món này không sai tí nào ấy. Trời ơi, mở ra cái màu be nút xinh xỉu đúng gu của tôi luôn á. À, nghe shop bảo cái họa tiết trước ngực này còn thêu tay cơ. Quần lụa của nó siêu mềm ấy, mà tôi thích nhất cái ống rộng, đi lại kiểu gì cũng tuốt tha. Áo sẽ có hai tà, cái tay cũng sẽ xòe ra chứ không bo lại như áo dài truyền thống đâu. Vội mặc quá không thèm là nhưng mà vẫn xinh đúng không mọi người? Để tôi thả vài con dáng để cho mọi người hình dung mét rưỡi mà cái áo dài này sẽ như nào nha. Em ngủ dậy uốn tóc xinh đẹp để mặc thử áo dài mới. Tôi sẽ chọn cái màu tôi thích nhất để thử đầu tiên. Mặc cái quần vào cái là tôi có linh cảm cái video này sẽ thành công rồi. Cái bộ đầu tiên là cách tân màu xanh hoa nhí, nhìn xinh vãi chưởng. Thế nhưng mà không hiểu sao cái nách nó hơi khó chịu các bác ạ. Nhưng mà được cái mặc cái màu này nhìn mặt mũi trông hiền lành, ngoan ngoãn hẳn ra luôn. Màu đỏ chắc nhiều bác sẽ cần, nhưng mà thực sự tôi khá là ghét màu đỏ, bởi vì tôi cứ lo mặc áo dài đỏ thì trông giống như kiểu đi bê cháp ấy. Cơ mà may là cái này nhìn trông chuẩn áo dài Tết phết. Cái này thì nó là màu đỏ gạch nên nhìn rất là hợp với mấy bạn trẻ như bọn mình. Còn ai muốn chọn áo dài để trông trẻ trung kiếm lì xì thì tôi vote nên chọn hai cái cuối nha. Cái này thì có phần tay khá là rộng và quần thì sẽ kiểu hơi lửng, trông nó sẽ kiểu tinh nghịch và trẻ trung hơn. Cái dáng này mặc vừa thoải mái mà lại che khuyết điểm cơ thể rất là tốt. Khiếp, tôi cũng phải tự phục bản thân mình bởi vì tìm được mấy quả áo dài đỉnh như này luôn ấy. Nếu như bạn đang cần tìm một chiếc áo dài để diện trong dịp Tết sắp tới thì đừng bỏ qua video này của mình nhé. Hôm nay mình có hai chiếc áo dài vô cùng thanh lịch đến từ thương hiệu Chugars. Mình sẽ làm thành hai video riêng nên là mọi người hãy nhớ đón xem phần 2 của mình nhé. Đầu tiên là một chiếc áo dài vô cùng thanh lịch có màu trắng kem và thiết kế vải xốp. Áo có phần thiết kế cổ xếp nếp và chéo và hơi hở vai một chút, tạo được độ mềm mại và vẫn có điểm nhấn ở phần cổ. Chất liệu xốp phồng mềm mại và không hề bị nhăn. Set này thì còn kèm theo cả một quần lụa dài nữa. Các bạn nào cao tầm 1m6, 1m7 như mình thì vẫn có thể mặc xinh nha, bởi vì mình thấy chiều dài của nó rất là lý tưởng luôn. Lúc đầu mới nhìn ảnh mẫu mặc thôi thì mình đã thấy rất là ưng rồi. Lên dáng cảm giác mình đầy đặn hơn ấy. Ở bên ngoài thì mình cao 1m70, nặng 44 cân nên là mình khá là gầy và mỏng người. Mặc em này thì thấy không bị lộ gầy mà người cũng tròn trịa hơn. Mình nghĩ đây sẽ là một chiếc áo dài vô cùng phù hợp và nhẹ nhàng cho các bạn đi chơi dịp Tết hoặc là đi lễ đầu năm. Link sản phẩm mình đã gắn ở phần tiểu sử rồi. Bạn nào quan tâm có thể vào bio của mình để xem nha. Cảm ơn mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ tìm được một chiếc áo dài thật sự ưng ý trong mùa Tết sắp tới. Đã xong áo dài Tết chưa? Tôi tìm được cái mẫu này nè, nhìn rất là xinh luôn. Để xem một mét thức chức được mình mặc như thế nào nha. Gần Tết rồi, mấy bà yêu cầu tôi làm áo dài nhiều quá nên là tôi tìm được chỗ này nè. Chuyên may áo dài thiết kế mà giá tặng xưởng luôn nha. Lúc mà tôi nhận được hàng tôi khui hàng ra mà tay tôi nó rung luôn mấy bà. Nó đẹp từng chi tiết luôn ấy. Đặc biệt là tất cả các chi tiết ở trên áo dài đều được đính hết nha mấy bà. Nên là nó rất là chắc chắn luôn. Mà nó còn sang nữa. Bên này có size từ XS cho tới 2XL nên là mấy bà thoải mái lựa chọn nha. Hoặc là may theo số đo vẫn được. Áo được thiết kế 4 tà, 2 tà trước và 2 tà sau, rất là dày dặn nên là các bạn không sợ bị lộ hàng đâu nha. Phần ống quần rộng này nó sẽ giúp cho tà áo dài của mình mới có độ bay nha. Và được làm từ vải lụa rất là mềm, mịn, mát và nó có độ rũ nha mấy bạn. Phía sau quần được may lưng chun nữa nè, nên là mặc rất là thoải mái nha. 1m49 và 46kg thì mặc lên nó như thế này nè. Thật sự nó rất là xinh luôn á mấy bạn. Áo này mấy bạn có thể mặc đi chơi Tết, đi lễ hoặc đi dự tiệc cũng rất là đẹp luôn ấy. Lúc nãy tôi mặc cái áo này khoe với mẹ anh người yêu á, là mẹ anh khen lấy khen để luôn ấy mấy bạn. Trời ơi, thêm một quả áo dài siêu siêu đẹp cho mấy bạn mặc ngày Tết luôn nè.
Áo dài này thì nó có đủ size từ size XS tới XXL luôn. Và nó có 4 tà này, 2 tà vôn và 2 tà là vải lụa. Cái vải vôn này nó bắn bóng rất là sang luôn. Các họa tiết ở trên áo được thêu và đính rất là chắc chắn luôn nè. Việc là cái phần tay này cách điệu siêu xinh luôn, che được bắp tay to cho mấy bạn nữa nha. Cái quần ống rộng này làm cho tà áo dài có độ bay nè. Cái chất vải lụa này sờ rất là mịn và mát nữa. Quần này thì nó có dây kéo và cả lưng chun nên là mặc lên vừa vặn luôn á. Trời ơi, phải nói là cái màu hồng này nó xinh xỉu luôn á mấy bạn ơi. Từ 1m49 và 46kg thì mặc cái áo dài lên nó vừa vặn với lại size S luôn. Nhưng mà cái chiều dài của quần nó hơi dài á, tôi phải mang thêm đôi guốc 12 phân nữa mới vừa nha. Hay ngoài mặc đi chơi Tết ra thì mấy bạn có thể mặc đi chụp hình nè, hoặc là đi giữ các buổi tiệc buổi lễ cũng rất là đẹp.